Thưa quý vị, khối không khí lạnh di chuyển từ phía Bắc xuống không chỉ mang theo những cơn mưa mà nó còn làm cho nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ giảm mạnh và trời chuyển rét. Tuy nhiên, thời điểm mạnh nhất của khối không khí lạnh đã qua, từ đêm nay những cơn mưa nhỏ cũng giảm dần. Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay tại khu vực vùng núi phía Bắc sẽ dao động trong khoảng từ 14 cho tới 16 độ, tại đồng bằng nhiệt độ từ 17 cho tới 18 độ. Sang đến ngày mai, khối không khí lạnh chuyển sang giai đoạn suy yếu. Các tỉnh phía đông dù trời vẫn có mây nhiều, nhưng nhiệt độ thì sẽ tăng nhẹ lên ở mức từ 22 cho tới 24 độ. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời có nắng trở lại về trưa và chiều, nên nhiệt độ sẽ ở mức cao từ 24 cho tới 27 độ. Khối không khí lạnh không còn tăng mạnh xuống miền Trung, vùng mưa do khí lạnh chỉ còn tại các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở xuống cho tới Thừa Thiên Huế trong nốt đêm nay và sáng ngày mai. Từ trưa và chiều mai, hầu khắp các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra gần như dứt mưa, thậm chí tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị trời còn có nắng. Mức nhiệt cao nhất cho ngày mai tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng sẽ tăng trở lại lên ngưỡng từ 23 cho tới 24 độ. Vùng từ Quảng Bình tới Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 25 cho tới 26 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ vẫn cao từ 27 cho tới 30 độ. Nằm ngoài vùng chi phối của khối không khí lạnh, vì thế ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì mức nhiệt cao. Đêm nay không có mưa, ngày mai tiết trời nắng sớm vẫn xuất hiện trên cả hai khu vực. Tại Kon Tum và Gia Lai, nhiệt độ từ 32 cho tới 34 độ. Tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, nhiệt độ từ 30 cho tới 32 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nền nhiệt vẫn sẽ duy trì trong ngưỡng từ 32 cho tới 34 độ. Trên biển, trong đêm nay, ở các vùng biển vẫn giữ gió hướng Đông Bắc, nhưng gần sáng và ngày mai khi khối không khí lạnh suy yếu, gió trên các vùng biển sẽ giảm cấp và đổi hướng. Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển sang hướng Đông Bắc đến Đông ở mức cấp 4. Tại khu vực huyện đảo Trường Sa, gió vẫn hướng Đông Bắc nhưng cường độ cũng chỉ ở mức cấp 4 trở lại và không còn vùng biển nào xảy ra tình trạng biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.